Ai bảo với ông tổng giám đốc rằng nước Pháp phủi tay Đông Dương? Máu của hàng vạn người Pháp và người Việt đổ cho tình hữu nghị Pháp Việt và cho sự hiện diện của nước Pháp tại Đông Nam Á đâu thể bị lãng quên nhanh đến vậy. Ông tổng giám đốc thấy đó, quân đội Liên Hiệp Pháp còn hàng chục vạn cho đất nước của ông. Chúng tôi còn có đài phát thanh Pháp Á, chưa kể hãng Affen, Delifre, nhà băng, các đồng điện cao su, vô số bạn hữu. Và trên hết, nước Pháp còn danh dự của một trong tứ cường. Người ta đồn đãi và hoài nghi vì nhiều lẽ tướng Hinh quốc tịch Pháp mất chức tổng tham mưu trưởng, nhưng chính phủ Pháp im lặng. Chính phủ Pháp lại quyết định rút quân mà không bàn bạc với chúng tôi. Tai hại hơn nữa, tướng Ely thông báo thôi trợ cấp cho các lực lượng giáo phái. Chưa hết, người Pháp bàn quan khi diễn ra lệnh thành lập sở công an cảnh sát đô thành, tách ra khỏi quyền lực của tôi mà trực thuộc đô trưởng. Thật khó hiểu, phải chăng các ông hy sinh chúng tôi? Thật là quan được, nước Pháp hy sinh bằng hữu à? Ra ma, tất nhiên chiến thuật phải khùng khéo. Khỏi súng ông Zemarek há chẳng đã chuyển sang bên kia cầu chữ Y rồi sao? Dọc sông rạch đĩa đến rừng sát, bao nhiêu là xuồng chiến đấu trực sẵn cho các ông. Tại Kandema như ông thừa biết, cả một brigade lính Senegal túc trực, đâu phải để chơi. Có điều theo hiệp định Geneva, nước Pháp không thể can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Phải có cái cớ, các ông là cái cớ. Với khẩu hiệu bảo vệ quyền lực của quốc trưởng, các ông giành ngay phút đầu lẽ phải, hợp pháp, hợp hiến. Quốc trưởng Bảo Đại sẽ trở về, tướng Hinh sẽ trở về, tướng Diễn sẽ là chánh khách số 1, số 2 ở đây. Coi như đây là lời cam kết danh dự của đại diện nước Pháp, đúng không? D'accord. Mmh.
Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Quốc gia đang cơn khảo đạo, đệ tử ngài quên ăn, đêm quên ngủ. Mong sao quốc thái dân an, ngõ hầu mang đại đạo phổ độ khắp tam kỳ. Nhưng mà tuy giặc cổng không còn ở miền Nam, kẻ dữ đang lộng quyền, chúng sanh đau khổ, đều khẩn cầu đệ tử ra tay tế độ. Trước là đại định thiên hạ trong Nam, sau là tiểu trừ cộng phỉ phía Bắc, rồi sau nữa đưa thế giới tới đại đồng. Đệ tử không dám tự chuyên, nên cúi xin thầy ban cho lời giải việc lành như thế nào. Không lầm, ông là kỹ sư Ruben Nguyễn Thành Luân. Hân hạnh chào cô Helen Fonfani. Ông thật là một con người kinh khủng. Tôi nhớ chưa gặp ông lần nào. Nhưng tôi lại là độc giả rất trung thành của cô trên tờ Financial Affairs. Bài mới nhất của cô viết dạng phẩm công tác. Chính cô mới thật là kinh khủng. Tôi phân biệt cô với người khác không khó. Cô moi được tôi ở giữa hàng ngàn đồng bào của tôi mới thật là giỏi. Hình như ông nghĩ rằng tôi có mối liên quan gì đó với CIA. Trí tưởng tượng của nhà báo bao giờ cũng phong phú. Hình như ông không thích làm quen với một nhà báo Mỹ. Câu hỏi này thì đúng là của một nhân vật CIA. Tôi chưa sẵn câu trả lời cho toàn bộ câu hỏi. Xong, về một chi tiết của câu hỏi, tôi trả lời được ngay. Tôi thích quen với người của Financial Affairs. Ông làm cho tôi sung sướng quá. Tôi không nói thì lỡ nịnh đầm. Cô khỏi lo. Tôi thích Financial Affairs vì nói cho cùng, cái gì cũng là vấn đề tài chính cả. Tiếp xúc với Financial Affairs tức là kề cận đến quyền lực tối cao của nước Mỹ. Rõ ràng không phải vô cớ mà ban biên tập phái của tớ Tây Ninh, nơi chẳng có một bóng dáng nhỏ nào của vấn đề tài chính. Nam quốc tài còn cảnh lao đao, cực lòng thượng đế chôn tiêu dao, giang cho con trẻ lời răng dạy, phàm biết tu thì tới bàn nào. Bốn câu thơ đó ngụ ý gì? Lý Thế Bạch. Ông ta là ai? Là nhà thơ Lý Thế Bạch bên Trung Quốc. Nghe nói ông này hay say rượu lắm. Thiếu tá De Serville, thiếu tướng Giang Thành Cao, đại tá Lại Giang Sang, đại tá Lem Đơ Hoa, thiếu tướng Hai Quán, khá đông. Theo tôi, ông sẽ là người thu lợi nhiều nhất nếu quân của giáo phái tấn công ông Diệm. Cô là người Mỹ? Tôi cam đoan với ông, trong tôi tỷ lệ máu Việt không thể dưới 75%. Phần còn lại, như họ của tôi, là máu của người dùng địa Trung Hải. Trên thế giới không có quốc gia nào gây rắc rối cho các nhà nhân chủng học bằng nước Mỹ. Huyết thống Mỹ là cái gì? Một câu hỏi chưa có câu trả lời, dù là của máy tính điện tử. Đấy, ông đã công nhận tôi không thuộc huyết thống Mỹ. Nước Mỹ không cần huyết thống, cho nên tôi nói cô là người Mỹ theo nghĩa như vậy. Cô nghĩ rằng tôi thích đồng bào tôi chết lắm mà? Không, qua bài báo của cô tôi tự kết luận
giới tài chính Mỹ đang nóng lòng chờ xuống nộp. Tôi là nhà báo. Tất nhiên, người ta sẽ không đăng bài của cô nếu cô viết khác. Tôi hiểu. Thế thì ông lên Tây Ninh với tư cách gì? Tôi là người Việt Nam. Nước Mỹ không thuần chủng như ông nhận xét. Nhưng một chữ Việt Nam gọn chưa nói được chân lý. Ví dụ, ông hãy nhìn kìa. Và kia nữa. Và đây, trong một không gian chưa lớn lắm, đã có ba Việt Nam. Công bằng mà xét, ông quá đơn độc. Cô quan sát chưa thật kỹ. Còn một người nữa. Đó. Tuy vậy, cô đừng lầm những người này với dân chúng Việt Nam. Họ rầu dài, đúng. Họ bị mê hoặc, đúng. Nhưng họ chỉ định đoạt những gì trong salon mà thôi. Tôi tôn trọng tín ngưỡng của ông. Và trong lần làm quen này, tôi không muốn làm ông phật lòng. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề trong một dịp thích hợp. Còn bây giờ, người ta đã rung chuông báo hiệu cuộc họp báo sắp bắt đầu. Chẳng lẽ ông lên Tây Ninh để hành hương? Xin phép ông, tôi đi làm nhiệm vụ. Tôi báo trước, tôi sẽ là cái bóng của ông. Bần đạo vốn không ưa chuyện thị phi, nhưng thế nước đạo điên, 2 triệu tín đồ đạo Cao Đài, 2 triệu tín đồ đạo Hòa Hảo, nhiều bạn hữu trong đạo Công giáo, tất cả lực lượng Bình Xuyên, lực lượng quốc gia, 5 lần 10 lượt thỉnh cầu bần đạo vì sanh linh mà đứng lên. Bần đạo đã nhiều phen từ chối, song ai cũng nói trừ bần đạo ra, không ai đủ tài đức để cứu dân, cứu nước. Bần đạo xin thỉnh ý của Đức Cao Đài Thượng Đế, Ngài vừa phán trong mấy lời sau đây. Phạm công tắc, con hãy nghe thầy. Cho dựng đại kỳ cứu quốc gia, thiên binh quét sạch bọn tà ma, hòa nhau toàn lực con cầm lái, bình trị muôn đời hưởng âu ca. Vậy là bần đạo phải dân ý chỉ của tiên ông. Tiên ông đã ra lệnh cho cao thiên hòa bình hợp toàn lực và ban tên cho mặt trận của bần đạo là Mặt trận Toàn lực. Trước đông đủ thân hào nhân sĩ trong nước và các bậc cao minh khắp hoàn cầu, bần đạo nhân danh chủ tịch Mặt trận Thống nhất Toàn lực quốc gia long trọng tuyên bố: 1. Để chống cộng hữu hiệu, chính phủ của ông Ngô Đình Diệm phải từ chức, thỉnh cầu Đức Quốc trưởng ban sắc lệnh thành lập một nội các liên hiệp quốc gia rộng rãi. 2. Thực thi dân chủ từ trên xuống dưới. 3. Tuyệt đối không được xâm phạm các lực lượng đã từng đổ máu chống cộng, phải tôn trọng các thánh địa. 4. Nếu những đòi hỏi chánh đáng này không được thỏa mãn, trách nhiệm thuộc về ông Ngô Đình Diệm. Mặt trận Toàn lực quốc gia quyết đem xương máu bảo vệ lý tưởng tự do. Chào ông kỹ sư. Ông kỹ sư thấy thế nào? Tôi muốn nghe nhận xét của ông kỹ sư về thực lực của chúng tôi. Hình như các ông đánh giá quá cao Edgar Faure, chính phủ mới của Pháp. Theo tôi, gần Mỹ hơn là chính phủ của Mondes France. Không, tướng Bonelli là một người kiên quyết. Nhưng tướng O'Daniel còn kiên quyết hơn. Tùy ông kỹ sư muốn đánh giá thế nào thì đánh giá. Sự thể vẫn là chúng tôi đáng mạnh. Chính đó là điều nguy hiểm. Các ông sống bằng ảo tưởng hơi nhiều. Ông có đọc tuyên ngôn của tướng Trịnh Minh Thế, của tướng Nguyễn Nhất Ngộ chứ? Mặt trận các ông chưa thành lập đã ra rời. Bần đạo muốn biết bần đạo đang tiếp ai. Thưa giáo chủ, ngài cứ xem tôi như là một người quan tâm đến chuyện chung. Nếu như mọi quan hệ giữa cá nhân tôi và thủ tướng Ngô Đình Diệm không làm ngài vui. Không phải, không phải. Trái lại, bần đạo rất muốn buổi gặp mặt này là giữa chủ tịch Mặt trận Toàn lực và đại diện của thủ tướng. Thú thật, tôi không được sự ủy quyền đó.
Hề chi, hỏi riêng ông, thủ tướng nhận định về bần đạo như thế nào? Tôi không được biết. Vả lại, ngài cần gì đến nhận định cúng Diệm khi ngài quyết liệt đòi ông ta từ chức? Nói vậy thôi. Ngài định làm gì nếu ông Diệm bác bỏ yêu sách của ngài? Làm gì à? Chắc không gấp lắm đâu. Giả tỉ như ông Diệm muốn gấp. Bần đạo có nhiều tín đồ ở Nam Giang. Châu Vi 40 cây số vuông của tòa thánh cao đài có rộng lớn gì đâu mà ông Diệm cắt rắc ke re không biết nữa. Đó là yêu sách quan trọng nhất của ngài. Ông có thể đạo đạt với thủ tướng lời thỉnh cầu đó có được không? Tôi thấy không có gì khó khăn. Xong tôi nghĩ là ông Diệm sẽ từ chối. Tại sao? Vì ông Diệm tin chắc không cần phải nhượng bộ. Ông Diệm sợ mất cái lớn hơn. Và khi ông ta biết chắc sẽ không thể mất cái lớn hơn, ông ta sẽ quyết không để mất cái nhỏ nhất. Hình như giáo chủ chưa sẵn sàng đương đầu với ông Diệm. Bần đạo là kẻ tu hành. Giáo chủ có bao giờ tính đến khả năng liên minh với những người kháng chiến cũ không? Đâu được, đâu được. Nếu thủ tướng tỉnh ngộ, thực hiện đoàn kết quốc gia, thì bần đạo nguyện đem đạo kỳ cắm bên kia sông Bến Hải. Cảm ơn giáo chủ, tôi xin kiếu. Nhờ ông kỹ sư đạo đạt giúp với thủ tướng về Châu Vi tòa thánh. Dạ. Lịch gì không? Không hả? Tin tức miền Tây ra sao? Miền Tây cũng êm ru hả? Khốn nạn tất cả. Khốn nạn. Máy bay trực thăng đang đợi anh. Qua tin chính thức, quốc trưởng chỉ định tướng Vĩ làm tổng tham mưu trưởng hai tướng tỷ, gọi Ngô Đình Diệm sang Pháp. Đánh giặc mà được miếng ăn thua mẹ gì.
tới phút này tôi không giấu ông. Tôi biết từ lâu ông là người của Nhu. Đáng lẽ tôi bắn ông, song muốn lưu lại một chút ân tình. Ông cứ về bên kia sông, nhắn với Ngô Đình Nhu, đừng vội đắc ý. Chuyện đời còn dài. Cái này ông Sang tha không có giết ngộ mà. Lại dân Sang tha mày, nhưng hắn đã chạy tháo thân, bỏ chúng tao lại đây. Chúng tao đang nắm quyền, chúng tao không tha mày. Đi. Anh đi ra ngoài. Xin ông kỹ sư thương giùm em. Lúc vào Nam vội vã nên mẹ, vợ và con em còn ở ngoài đó. Nếu ông không tha thứ cho em thì em chỉ còn được chết. Cơ quan mật vụ giao anh theo dõi tôi. Vậy mà em thề trước Chúa chưa bao giờ báo cáo một lời không tốt về ông kỹ sư. Ông có thể kiểm tra sự thật. Xin ông kỹ sư thương em. Anh có biết tại sao tôi lôi ra ngoài này không? Dạ thưa không. Vì trên trần nhà có đặt ngầm hệ thống ghi âm của bác sĩ Trần Kim Tuyến. Có ai hỏi tôi không, cô Lan? Dạ thưa không ạ. Hello, Smith. 115 here. I got his picture. Nhưng phát súng như là con dao mổ mở toang cái ung nhọt từ gần năm nay, hành hạ cơ thể miền Nam tự do. Vấn đề Bình Xuyên coi như không còn tồn tại nữa. Theo đó, vấn đề Cao Đài, Hòa Hạ, Đại Việt, Lê Ông Lê Roa cũng dứt khoát
sẽ bị gạt khỏi các bản tin chính trị hàng ngày. Anh cho rằng tôi lạc quan hơi sớm phải không? Thưa ông cố vấn. Vô. Trình ông cố vấn, thiếu tướng Trình Minh Thế muốn gặp ông cố vấn. Mời vô. Dạ. Thưa, lực lượng liên minh cao đài chúng tôi muốn trình lên lãnh tụ Ngô Đình Diệm một yêu cầu nho nhỏ, cho phép đoàn quân chiến thắng được diễn hành qua các đường phố thủ đô. Được, tôi sẽ trình lên thủ tướng và tôi tin người vui lòng chấp nhận. Cảm ơn ông, tôi phải đến bộ chỉ huy hành quân ngay bây giờ. Anh thấy thế nào? Anh thấy rồi đó. Thiếu tướng Trịnh Minh Thế thậm chí không thèm ngó tôi. Không, tôi muốn hỏi ý kiến anh về việc khác kia. À, một viên tướng có nhiều triển vọng. Nhiều triển vọng hay nhiều tham vọng? Hắn bộc lộ tham vọng quá sớm. Một cuộc diễn binh chiến thắng chắc chắn không phải là yêu sách thấp nhất và cuối cùng. Anh Luân này, chúng ta nên nói thẳng với nhau. Sự hợp tác của chúng ta kéo dài đến bao lâu? Có bao giờ anh nghĩ đến điều đó không? Tất nhiên là tôi đã từng nghĩ. Và ngay cả đến bây giờ, tôi cũng vẫn tiếp tục nghĩ. Sự hợp tác của chúng ta kéo dài đến bao giờ? Dùng đại lượng thời gian để đo lường, chẳng nói lên được cái điều cốt lõi. Có thể 5 năm, 10 năm, có thể vài tuần lễ, và thậm chí trong khoảnh khắc giữa chúng ta. Tôi không giấu giếm, sự hợp tác còn tồn tại đến chừng nào mà mỗi người trong chúng ta còn thấy sự lợi ích của nó. Tất nhiên là lợi ích của cả hai phía. Nói cho dễ hiểu, chừng nào anh không còn thấy tôi là vấn đề của anh. Trong khi đó, bao giờ tôi cũng là vấn đề của anh. Nhưng không sao, anh làm tôi nhớ truyền Tam Quốc, Đoàn Tào Tháo và Lưu Bị Luận Anh Hùng. Rất may tôi không bị rơi đũa. Vậy là anh dành phần tiền nghi hơn tôi. Anh là Lưu Bị thì tất nhiên anh đẩy tôi sang vị trí Tào Tháo. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã xem tôi ngang với người sáng lập ra một triều đại bên Trung Quốc. Thưa ông gọi. Cho hai con sông mà xong. Dạ. Người tài xế của tôi và cái plafond có giúp ích được gì cho anh không? Cái plafond? Tức là hệ thống ghi âm của anh. À, tôi sẽ bảo bác sĩ Trần Kim Tuyến dẹp cái trò trẻ con ấy. Kể cả cái telephone của anh, bắt parallel. Ông ta không biết hệ thống ghi âm có khi có lời cho anh hơn là cho tôi. Sắp tới, chúng ta sẽ mệt nhiều. Trông anh hốc hác quá. Anh cần phải nghỉ ít hôm. Thế nào? Tôi sẵn sàng. Anh định đi đâu? Nha Trang, Vũng Tàu hay Đà Lạt? Hay Hồng Kông? Thôi, anh cho tôi đi Đà Lạt. Chú. Sao mấy hôm nghỉ ở đây cháu khỏe ra chứ? Dạ tốt lắm. Bây giờ cháu xin được sớm bắt tay vào việc. Cũng đã đến lúc rồi đó. Nhìn cho kỹ đi, vì cháu không được giữ tấm ảnh này đâu. Kỹ sư Nguyễn Thành Luân đó, mật hiệu kỹ sĩ. Cháu nhớ mật hiệu của cháu không? Dạ nhớ, Mimosa. Cháu nhắc kỹ sĩ, bác ba dặn đây là cuộc chiến đấu của bộ óc. Tay chân càng ít dùng tới càng hay. Anh chàng kỹ sĩ này có lẽ muốn làm kỹ sĩ thiệt thọ. Công việc của cháu tuy vậy sẽ không khô khan, nó đòi hỏi sự say mê. Cái chủ yếu
là biết kết hợp sự suy nghĩ chín chắn của toán học với sự nhạy cảm thành bản năng và tinh thần gan góc. Cháu được đào tạo chu đáo, dù sao chính chiến trường mới có tiếng nói đủ thẩm quyền. Trong thử thách, cháu phải vượt qua cửa ải đầu tiên, đóng cho tròn vai trò cặp đôi với anh chàng kỵ sĩ này. Thôi, cháu sửa soạn cho kịp chuyến. Dạ. Luôn nhắc kỵ sĩ, chiến lược, chiến lược. Chị Phụng, chị thấy anh chàng kia không? Đẹp trai quá phải không? Em muốn làm quen hả? Chị quen anh ta hả? A07 bảo mình sẽ gặp một cô gái tên Dung. Nãy giờ mình chưa thấy cô nào cài cành mimosa trên dây áo cả. Ông Luân, chắc ông kỹ sư quên tôi rồi. Tên thì tôi không nhớ, nhưng nhớ đã có lần cô đi cùng với Lý Cai. Trí nhớ ông kỹ sư thật tốt. Tôi là Tiểu Phụng, còn đây là Lily. Chào ông kỹ sư. Ông kỹ sư lên Đà Lạt nghỉ mát, chắc là đi cùng. Tôi đi một mình và hiện giờ đang tìm một người bạn. Chắc là bạn gái. Chào hai cô nhé, sẽ gặp lại. Vợ ông ta hả chị Phụng? Theo chị biết thì ông kỹ sư Luân chưa có vợ. Anh ơi, Đà Lạt đẹp quá hay anh thôi. Mà đâu có làm gì đâu. Anh Luật, tài xế là dân di cư. Còn đây cô Dung cũng là dân di cư. Dung là dì của anh, đã giới thiệu thì phải giới thiệu cho trọn chứ. Không phải em gái hay em họ, không phải bạn học, cũng không phải bạn của em. Vậy thì là gì? Anh là Vũ Huy Lục phải không? Thưa phải. Người Nam Định. Thưa phải. Việc dặn dò anh như A07 đã viết trong thư. A07 có dặn gì thêm không? Có chứ. A07 nói thêm với em là anh hãy giảm bớt liên lạc giữa anh và hộp thư. Hộp thư đã tìm được chỗ tốt sẽ hỗ trợ cho anh. Nếu không có gì đột xuất thì A07 không chỉ thị cho anh. Tự anh suy tính và hành động. Chừng nào có trở ra Bắc? Sao lại trở ra Bắc? Nghĩa là anh đọc thư A07 thì rõ. Phần em là thế này: sinh viên luật khoa sắp lấy chứng chỉ năm thứ 3,
con gái của bác sĩ Hoàng Trọng Cầu, em vào Nam với người cô ruột, vợ một dược sĩ, lại là em họ của cự Trung cự Xoanh. Anh với em quen nhau trong một dịp nào đó, ở một buổi picnic, trong một ban fami, tùy anh, và cũng tùy anh định cho tính chất của mối quan hệ đó. Hôm nay chúng ta lên Đà Lạt không phải do sự ngẫu nhiên. Rồi ta sẽ liệu. Cuộc gặp gỡ sáng nay chắc chắn sẽ đến tay Ngô Đình Nhung, có cả ảnh của chúng ta nữa. Nhưng tôi phải cảm ơn A07, vì tôi không còn đơn độc ở đây nữa. Chúng ta quy ước gặp nhau như thế nào đây? Việc gì phải quy ước? Anh và em sẽ đi chơi với nhau suốt thời gian ở Đà Lạt. Về Sài Gòn, em sẽ đến nhà anh và anh sẽ đến nhà em đàng hoàng. Nên nhớ, em là bí thư của Trung tá Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát Trần Vĩnh Đắc đấy. Trong chiếc xe ngựa dưới kia có một tên mật vụ đang chụp hình tụi mình. Muốn làm lãnh tụ thì đừng ghen. Tuy vậy, em nên khéo léo, dư luận đồn đại về em khá ồn ào. Anh tưởng tôi không biết à? Vì gia đình họ Ngô mà tôi mang tai mang tiếng đủ điều. Họ nói tôi cấm sừng anh, họ còn bịa ra chuyện anh diễm với tôi. Đứa nào đụng đến tôi, nó phải trả cái giá rất đắt, không mất mạng thì cũng mất chức. Thưa ông bà, ông kỹ sư Luân muốn gặp ông cố vấn. Cho mời ông kỹ sư vô. Dạ. Thằng cộng sản này thế nào? Nó vẫn như em hỏi, nghĩa là một thằng cộng sản. Một thằng cộng sản không đạt. Nhưng may là cái chất cộng sản trong nó bắt đầu loạn dần. Con bé này trông khá quá. Tên gì vậy anh? Hoàng Thị Thùy Dung, dân di cư. Gần 40 tuổi chưa vợ, anh chàng Luân lại lựa chọn một cô di cư. Anh không thấy có cái gì bất bình thường trong sự lựa chọn này hay sao? Một là cô ả họ hàng về gánh cư chung. Hai là cô ả đã vào ngạch cảnh sát của Trần Vĩnh Đắc. Ba là bác sĩ Trần Kim Tuyến không rời mắt cả hai người. Chào anh, chào chị. Chào anh Luân. Mời anh ngồi. Thế nào, bao giờ thì anh cho chúng tôi uống rượu đây? Chị nói gì tôi không hiểu. Không hiểu thật à? Thế anh đã trình đức cha chưa? Hôm nào anh đưa cô Thùy Dung vào đây chơi nhé. Thôi để hai anh em bàn công việc. Tôi đi xem mẫu tượng Hai Bà Trưng, sửa lại theo ý anh Luân chắc là đẹp lắm. Dạ. Đại sứ của Linh đã về Mỹ, chắc chắn chỉ trong vài ngày nữa Tổng thống Eisenhower sẽ tỏ rõ thái độ của mình. Đồng thời tôi cũng tin rằng đã đến lúc Hoa Kỳ bày tỏ lập trường về chính phủ Pháp. Thật ra ngoại trưởng Fosterdun cũng như Đức Hồng Y Spellman trong chuyến viếng thăm Sài Gòn vừa rồi đã cam kết với Thủ tướng sự ủng hộ bền vững vô điều kiện của Hoa Kỳ đối với chúng ta. Cái đáng ngại là tướng Paul Ely, hình như ông ta bị áp lực của các giới ngân hàng và thương mại Pháp nên cứ thầm thò thầm thuộc về các giáo phái. Vụ lính Senegale gây rối ngày 19 tháng 3 ở ngã 6 có vẻ là một bước mới trong kế hoạch của ông ta. Chắc anh đã biết vụ cháy lớn ở Khánh Hội chứ? Vụ cháy hàng ngàn nhà ở Khánh Hội thật không đáng xảy ra. Dù cho Bộ Thông tin dùng mọi phương tiện kết tội các giáo phái, dư luận vẫn cho là chính phủ chứ không phải ai khác đã nhúng tay. Để làm gì? Để đuổi dân lao động ra khỏi đô thành, để bắt lính, để chiếm đất cất mình đi. Anh hiểu cho, Trung tá Công an Cảnh sát Trần Vĩnh Đắc không phải lúc nào cũng hành động bằng cái đầu. Để tôi sạc tôi nói một trận. Anh có biết đánh cờ tướng không? Tạm tạm. Ta chơi một bàn, anh đồng ý chứ?
anh còn dạy giỏi đến chút. Với tôi, con cờ na cũng là chốt cả. Anh phiêu lưu rồi đó. Chưa chắc. Anh khuyết sĩ rồi. Đúng. Khuyết sĩ tướng trở nên trơ trọi. Tôi sẽ nhớ lời anh. Nhưng đôi khi dính sĩ tướng song toàn mà tướng cũng ngã tới ngã lui. Anh đã chơi hết sở trường chưa? Dạ. Dạ. Tôi sẽ làm ngay. Nhất định là phải vậy. Dạ. Dạ. Nghe rõ. Chào bác sĩ. Tôi phải vào dinh, cô làm ngay hồ sơ này. Không được đưa qua phòng đánh máy. Tối mật phải tự tay cô đánh máy lấy. Ai muốn gặp tôi thì hẹn chiều nhé. Dạ. Tối nay chắc cô lại có hẹn với ông kỹ sư. Alo, anh Luân hả? Dung đây. Anh có bận gì không? À, chiều nay 5 giờ anh đón em nhé. Được rồi, em sẽ chịu. Là chúng hành quân để vây bắt cò Mi Ngọc. Tôi nghĩ cò Mi Ngọc đã bị bắt rồi. Chúng định dùng một viên đạn bắn hai con chim một lúc. Vụ này mà hấp tấp là cả cô và tôi đều bị lộ ngay. Bây giờ anh tính sao? Anh có thấy tên đầu bạc kia đáng nghi không? Hình như hắn theo dõi bọn mình. Tôi đã để ý tên này từ hôm ở Đà Lạt, nhưng chưa thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm. Anh có biết hắn làm gì không? Bề mặt, hắn là chủ một tiệm bán đồ cổ ở đường Catina. Bề trái hàng này chưa rõ lắm. Em phải cố làm quen cho được kỹ sư Nguyễn Thành Luân. Khó quá. Lúc nào cũng có con bé kia cặp theo, làm sao quen được? Nếu dễ thì đã không giao vụ này cho em. Được rồi, em sẽ cố gắng. Nhưng anh đừng giục em nha. Ok. Dự quyến đến đâu rồi? Xong rồi, đã vào ngạch thiếu úy lực lượng cảnh sát đặc biệt của Tổng Nha. Có sợ hở nào không? Tuy em đưa vào nhưng hoàn toàn giữa Quyến và em không có một liên lạc nào. Anh yên tâm. Quyến hiện mang tên gì? Dạ, Lê Ngân. Cô nên thận trọng. Bọn chúng không phải là những thằng ngu đâu.
Em biết. Chào kỹ sư. Cho mời bác sĩ Trần Kim Tuyến. Anh Tuyến, mời anh ngồi. Như vậy là cái bệnh văng ra không bắt được con mồi nào. Chỉ chứng tỏ được một nửa thôi, con bé Dung tin cậy được. Còn kỹ sư Luân thì tôi vẫn chưa tin lắm. Vẫn theo dõi chứ? Không phải chỉ có mình, mà hiện còn có một nhóm khác cũng đang theo dõi kỹ sư Luân. Một tên đầu bạc rất playboy, luôn luôn cặp kè với một con bé thật đẹp. Theo anh thì hẳn là người của tổ chức nào? Tôi nghĩ là của xe. Anh sắp đặt cho tôi gặp con Mỹ Ngọc tối nay. Thưa, tại đây hả? Tại tổng nha. Tại đây. Alo. Dân, tôi đây. Chào ông trung tá. Gớm, sao hôm nay ông kỹ sư khách sáo thế? Đùa tí chơi. Tối nay anh rảnh không? Có nhiều người ái mộ anh lắm đó. Vậy à? Anh làm tôi hồi hộp quá. Không, không bận gì. Được chứ? Mấy giờ? 19:30 tại văn cảnh nha. Rồi chú em đó. Đây hả? Gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió reo sầu miên, gió
Tiên, có tiệm bán đồ cổ đường Katina. Hôm nào em đưa anh lại đó chơi, chú em hiếu khách lắm. Hay quá, tôi rất thích sưu tầm đồ cổ. Bữa nào có giới thiệu tôi với chú Kiên nha. Dạ, anh muốn lúc nào cũng được. À, mà có quen với Trung tá hôm nào vậy? Cũng mới đây thôi. Ông Ngọc, theo ông kỹ sư Luân là người như thế nào? Ông muốn hỏi về mặt nào? Đại khái ông ấy và ông trong vụ giả phải, quan điểm chính trị của ông Luân, tôi muốn hiểu điều đó. Tôi với kỹ sư Luân là bạn kháng chiến. Tôi cho rằng ông Luân là người khó hiểu. Khó hiểu? Phải. Chưa bao giờ tôi nghĩ ông ấy sẽ phản bội lý tưởng. Và cho đến nay, mặc dù ông ấy nhận giám mục Ngô Đình Thục làm cha nuôi, tôi vẫn chưa dám tin ông ấy quay lưng lại với quá khứ của mình. Nếu ông chịu hợp tác với chúng tôi như ông Luân, ông sẽ được tự do tức khắc. Mỗi người có cách sống riêng. Tôi không phải là kỹ sư Luân. Ông hy vọng ông Luân cứu ông? Tất nhiên. Về phương diện cá nhân, kỹ sư Luân không đời nào bỏ bạn. Đúng như cô nói, Nhu xác nhận đã bắt anh còn Mỹ Ngọc. Và anh Ngọc đã thừa nhận chính anh ấy móc nối với Bình Xuyên, đưa qua bên kia sông Xoài Rạp để chống lại chính phủ. Nhu muốn dùng anh Ngọc để áp đảo tinh thần tôi. Nhưng tôi phải gặp anh Ngọc. Có mạo hiểm lắm không? Không gặp anh Ngọc mới là mạo hiểm. Bác Ba bảo em luôn luôn nhắc anh nhớ hai chữ chiến lược. Chiến lược. Chúng tôi đã được lệnh của ông cố vấn, Trung tá Tổng Giám đốc đi vắng. Mời ông kỹ sư vào thẳng văn phòng Trung tá. Can Phạm đang ở trong đó. Cảm ơn thiếu tá. Anh Luân. Anh Ngọc, nếu như cần một lời khuyên của bè bạn, thì lời khuyên đó là anh hành động như thế nào phù hợp với lương tâm của anh thì anh hành động. Xong rồi, bây giờ ta yên tâm nói chuyện. Anh Ngọc, sao anh không tạm thời nhận làm việc với chúng nó? Tôi với anh, mỗi người mang một danh nghĩa khác nhau. Tôi là đảng viên, địch và quần chúng đều biết. Tôi mà nhận làm việc với chúng nó, dù chỉ là thủ đoạn nhất thời, vẫn đưa đến hậu quả chính trị rất xấu. Giữa lúc cách mạng đang gặp khó khăn này, quần chúng và những người tốt trong Bình Xuyên, trong giáo phái cần được cổ vũ để giữ lòng tin. Ta thử nghĩ xem có cách gì khác không? Không có cách gì khác từ phía ta. Tôi cố gắng xoay sở. Không, anh không có quyền. Việc của anh là bám chắc cái đầu cầu tương đối đã vững, tinh thần và trách nhiệm. Tính đảng bắt buộc anh không được dao động, dầu cho trước cái chết của bạn anh. Anh đến tìm tôi là đi một nước cờ cao, song phải biết dừng ở chỗ cần dừng lại. Thôi, anh nên ra về. Tôi nhờ anh, nếu có dịp báo cáo với mấy anh của mình, tôi phạm khuyết điểm, không giữ gìn kỹ công tác bí mật để bị bắt, không thấy được ngày thắng lợi. Tôi chúc mấy anh của mình mạnh giỏi. Phần anh, tôi chúc anh thành công. Anh không được dao động, dầu cho trước cái chết của bạn anh. Anh Ngọc, nếu như cần một lời khuyên của bè bạn, thì lời khuyên đó là anh hành động như thế nào phù hợp với lương tâm của anh thì anh hành động. Anh kinh ngạc à? Nếu anh là bác sĩ, không phải lo tiền mà có bằng cấp, thì đây là việc rất dễ hiểu.
anh ấy nhớ Nguyễn Thành Luân là kỹ sư. Kỹ sư thật đó. Nghĩa là có đủ trình độ về vật lý và điện tử để chơi chúng ta một vỗ. Không nghe được băng ghi âm, nhưng thêm được một yếu tố để đánh giá Nguyễn Thành Luân, ít nhất thêm một nghi vấn. Alo, có phải ông kỹ sư Luân không? Dạ chào ông kỹ sư. Tiểu Phụng đây, chắc ông kỹ sư còn nhớ. Dạ, tất nhiên là phải có việc quan trọng mới gọi ông kỹ sư vào giờ này. Cô muốn gặp tôi ngay bây giờ, có thể cho tôi biết rõ hơn được không? Không thể nói rõ qua điện thoại được. Tôi muốn gặp ông kỹ sư từ 11 giờ 30 đến 12 giờ đêm nay. Ông cứ bấm chuông. Nhà tôi ở số 212 Colonel Kimo. Tôi ở tầng lầu 2. Sáng mai tôi gặp cô có lẽ tiện hơn. Sáng mai tôi không còn ở Sài Gòn nữa. Tôi tha thiết được gặp lại ông một lần trước khi đi xa. Tôi nghĩ điều này chỉ có lợi cho ông. Ông Luân, tôi chờ ông. Alo, anh Luân hả? Dạ chưa, em còn đang đọc sách. Có gì mà anh gọi em vào giờ này thế? Anh nghĩ thế à? Vâng, em sẽ báo cho Thiếu Úy Ngân ngay. Vâng, em nhớ rồi. Nhà cô Tiểu Phụng, 212 đường Colonel Primo. Thank you.
Anh mời cô Munich cho tôi. Dạ thưa ông, có ngay ạ. Thưa cô, ông mời cô lên ngay. Anh kêu em hả? À. Anh không tắm à? Không. Anh nói chuyện với ai vậy? Một khách mua đồ cổ quen thuộc. Chuẩn bị xe cho tôi về Sài Gòn. Dạ. Tại sao về sớm vậy? Chúng ta bị chơi một vố rất đau. Bản danh sách nhân viên đưa cho em bureau ở nhà Tiểu Phụng là đồ giả. Vậy là ông kỹ sư luôn tới trước anh à? Tôi không bao giờ đi sau ai. Mức độ thân mật giữa em với kỹ sư luôn tới đâu rồi? Chưa đi tới đâu cả. Em cố tìm cách dò xem hắn có lấy được bản danh sách hay không. Vụ này rất quan trọng. Thưa ông, xe đã xong. Anh đến đón và đưa cô Dung đi công chuyện. 11 giờ đón tôi tại công ty nâng ta nhé. Dạ. Ông Luân. Chào cô Helen. Ông định đi dạo mát bờ sông à? Ông biết tin này chưa? Một phụ nữ thật đẹp bị giết đêm qua tại căn nhà số 212 Colonel Cremo. Tuy bài báo không đề cập tới, nhưng theo những nguồn tin riêng của tôi thì trong phòng nạn nhân, cạnh máy điện thoại có một mảnh giấy nhỏ ghi tên và số phone của ông. Và theo những nguồn tin riêng của tôi thì đó là sự thanh toán giữa De Zambio và Seiya, mà sự tàn bạo là dành cho một cô gái. Ông không ghét Seiya lắm phải không? Nhưng cô đâu phải là Seiya. Hình như ông có một cô bạn gái rất đẹp. Chúng ta là Phan Phê Ni và Nguyễn Thành Luân. Xin lỗi, tôi phải đi làm phóng sự. Vào vụ gì vậy? Cuộc diễn binh của thiếu tướng Trịnh Minh Thế. Chết rồi à. Một phạt đàn xuyến thụng sọ. Quang ở đường Erio để vẹt nhỉ hả? Được. Thủ tướng sẽ đến làm lễ trước quan tài. Trịnh Minh Thế vừa bị ám sát. Đó là một dấu hiệu của trận chiến đấu mới. Em được sửa soạn cho trận chiến đấu mới. Chúng mình từ vai dự bị chuyển lên vai chủ công. Nhưng em vẫn hồi hộp. Các thế lực thân Pháp bị tan rã, nhất là sau khi ông Ba Cục bị hại. Ông ta là người cuối cùng tỏ ra có khí phách và là người duy nhất làm được một cái gì đó của các giáo phái. Ông ta cả tin nên bị hại. Cách thức thì khác nhau, nhưng theo em thì Trịnh Minh Thế và Ba Cụt đều nằm trong đường ngắm của một xạ thủ. Và đường ngắm đó bắt đầu không để chúng ta ra ngoài. Giữa anh và em, xạ thủ đặt anh vào mục tiêu số 1. Chính sách chung của ông Diệm, ông Nhu là loại Pháp và những người thân Pháp, loại những kẻ có thể cạnh tranh với họ, đánh vào quần chúng, đánh vào những người kháng chiến cũ. Anh còn Miễn Ngọc lại là một pháo hiệu khác. Nhưng với tôi, tình hình không hoàn toàn như ta nghĩ. Còn rất nhiều khả năng để chận ngón tay dù đã đặt lên cò súng. Một
người thâm trầm như Nhu bao giờ cũng suy tính trong hành động. Ông ta thấy còn cần tôi. Phần cô, họ không đặt cô cùng loại như tôi. Nghĩa là chừng nào anh còn nuôi trong ông ta cái ảo tưởng còn khai thác được anh, thì chừng đó anh còn an toàn. Đúng. Và không chỉ con Nhu, ông Nhu đang tỏ ra mình là người có quyền lực. Nhưng người Mỹ đang chứng minh với ông Nhu, họ mới là chủ nhân. Ta phải tính đến ông chủ thực sự này. Hôm nay 20 tháng 7, mỗi lần ngày 20 tháng 7 qua, đất nước như thêm xa với ngày thống nhất. Em nhớ Hà Nội quá. Không phải các điều khoản của Hiệp định Geneva, mà chính chúng ta, trong đó có cô và tôi, quyết định sự thống nhất. Thôi, cô sửa soạn đi làm vừa. Em quên hỏi anh, hôm nay mình đi xem tuần gì? Lắp sông Danh. Không biết có chuyện gì mà mấy ông an ninh quân đội chen vô phòng điện cãi giải với thời điện mà còn đánh người ta. Cô nghe chưa? Tôi để ý thấy rất nhiều an ninh quân đội người di cư đi xem mặt. Tốt hơn hết là cô xuống chỗ chủ rằng điện thoại cho tổng nhà, yêu cầu phái nhân viên đến giải tán tốt an ninh kia. Truyền bán vũ sẵn sàng, mua hát để dâng lên chúa thượng và vương phi thưởng ngoạn. Có chuyện như vậy à? Bọn này loạn thật. Cảm ơn cô Dung đã thông báo nhé. Tôi sẽ cho Trung Quý Minh và tốt cảnh sát đặc biệt đến ngay. Cô Dung có biết chừng nào Trung tá về không? Vậy à? Thôi cảm ơn cô Dung nhé, họ sẽ đến ngay. Đừng e sợ, hay thì ta trọng thưởng, bằng chưa hay thì ta cũng không bắt tội đâu. Nếu nghề món của tiễn dân mà vui lòng chúa thưởng cùng vương phi, thì tiễn dân không mong được lũa là gấm dốc, chỉ mong được thô lỗ chút niềm riêng. Chúa công thấy nàng này có lạ không? Chẳng xin lũa là gấm dốc, mà chỉ xin thô lỗ tình riêng. Ta biết rồi, ngươi định vào cung hầu hạ chúa công hôm sớm chứ gì? Tiện dân không dám có ý đó. Lát nữa tiện dân sẽ tâu trình rõ ràng. Còn bây giờ, xin gắng làm đẹp lòng chúa thượng cùng vương phi. Trung úy Minh đến rồi kìa, có cả thiếu úy Minh. Dầu hai ta vẫn cùng uống chung dòng nước in bóng ai đứa.
xúc động thật. Chị Ngọc Lê này lôi cả em về bên kia sông Bến Hải. Vợ hát đang đi vào lòng người xem. Có lẽ bọn an ninh quân đội định phá đám. Anh ở đầu sông đâm nuôi ngắm ngùi. Em nhặt lá khóc tình duyên cuối bài. Soi cát rục rồi hay chính tiếng lòng ta. Đúng sắp vở trò rồi đó. Là đà trúc im trời cao im mãi ơi trời còn lại đôi bờ vẫn tốt xa. Nàng hát thật hay, sông buồn quá. Bây giờ thì nàng nói điều thỉnh cầu đi. Khải thâu chúa thượng cùng dương phi, tiện dân không sợ tội chết mà xin bề trên rộng lượng cho tiện dân về bờ bắc sông Danh. Sao về bờ bắc sông Danh à? Vì sao ngươi đòi về bên đó? Sông Danh đã là lằn ranh chia đôi quốc thổ. Ngươi chỉ về khi chúa thượng tước gương, khi đại quân lưng ngựa xa trường, khi cờ Nguyễn tung bay trên Thăng Long thành cũ. Dạ, chồng kẻ tiện dân đang ở bờ bắc, mong chúa thượng và dương phi nhủ lòng thương. Chà chà, con nhỏ này lớn gan thật. Nhà ngươi biết chăng, theo luật ai đòi qua lại con sông Danh này là phạm tội phản nghịch võ đao quân. Chúa thượng định giết tiện dân ư? Chỉ vì tiện dân muốn nòi giống không rẻ phân, cơ đồ không chia cắt, trăm họ sẽ hỏi tội chúa thượng. Bởi không kẻ bạo ngược nào phân ly nổi tình máu mủ nghĩa đồng bào. Không sức mạnh nào tách lìa nổi cha con chồng vợ. Tiện dân sẵn sàng chết đây. Theo cha, con phải ra lệnh tống giam tên trung úy cảnh sát đã đưa lính đi can thiệp ở rạp Nguyễn Văn Hảo và truy cho ra kẻ nào bắn chết thiếu úy Toàn. Cha hành động mà không hỏi ý kiến ai hết. Cha đọc tin trên tờ báo này thì biết. Con ra lệnh đóng cửa tờ báo cộng sản này đi. Thế có cần đóng cửa luôn trụ sở hội nghệ sĩ, cấm đoàn kiểm thoa và lôi quan tài nàng nhân vứt ra đường không? Làm chính trị là nhân đạo kiểu con, có ngày không đất mà chôn. Hôm nay số di cư xóm mới Hô Nai sẽ biểu tình đập phá rạp Nguyễn Văn Hảo và đánh cho những kẻ nào dính đến tuồng lớp sông Danh một trận tơi bời. Cha ra lệnh như vậy à? Tất nhiên. Cho tôi nói chuyện với đại tướng Lê Vương Tị.
Chào đại tướng. Có mấy việc cần phải làm ngay. Một, cho cắm trại số an ninh quân đội nào đêm hôm qua có mặt ở rạp Nguyễn Văn Hảo. Phạt đại tá giám đốc nhà an ninh quân đội 1 tuần trong cấm. Sẽ cứu xét sau việc có đưa ông ta ra tòa không. Hai, cho ngay 3 đầy đồ dù trong tư thế chiến đấu, dẹp tất cả các trò biểu tình đập phá bất kỳ của ai, bất kỳ của loài quân nào. Trước hết bảo vệ rạp Nguyễn Văn Hảo và đoàn Kim Thoa. Ai không tuân lệnh từ Bắc Giang, kẻ nào dùng vũ khí, lính dù được quyền bắn bỏ. Tốt, cho cả xe thiết giáp. Tôi đồng ý. Vâng, chào đại tướng. Còn thực sự với cha như vậy sao? Thế cha không tự hỏi, cha xử sự như vậy thì còn ra cái hệ thống gì nữa? Ở đây không phải là Bù Chu, Phạt Diệm, cha không còn là tổng chỉ huy đoàn phòng vệ. Vâng, tôi đây. Chào giáo sư. Thế à, ông bà U Nú có thể hỏi chúng ta về vụ Kim Thoa sao? Tùy giáo sư. Cứ cho là có kẻ giả làm an ninh quân đội. Đại sứ Rena cũng hỏi à? Tôi trực tiếp trả lời với đại sứ. Chào giáo sư. Cha thấy chưa? Ngoại trưởng Vũ Văn Mậu đang rối ruột vì... Xin lỗi cha, tôi đành phải vô lễ vì Calabetis của cha. Ông bà Unu đang là quốc khách của ta. Họ chẳng hiểu mình làm ăn thế nào. Họ vừa ở Hà Nội vào. Ngoài đó đâu có loạn xa như vậy. Quái lạ thật. Làm chính trị vào thời đại này mà cha cứ ngỡ như vào buổi Trung Cổ, không à? Anh không được sức. Anh nên nhớ, tôi có quần chúng trong tay. Anh hiểu chưa? Thế à? Cha có quân chúng à? Quân chúng kiểu ngu xuẩn như mấy thằng ném lựu đạn vừa rồi, tôi bắn tuốt. Tôi không yêu gì bọn nghệ sĩ bị cộng sản đầu độc đó. Nhưng tôi ghét lũ người cục súc chẳng biết lường hậu quả chính trị. Thằng nào bắn chết tay thiếu úy cưng của cha, tôi mới biết được. Tôi gắn mày đây cho lên cấp ngay, nó đợi cho chính phủ bị nhục, bị chửi. Có khi nó lại là thằng cộng sản không chừng. Quốc gia giết nghệ sĩ, cộng sản trừng phạt kẻ giết nghệ sĩ. Sao? Cha thấy chỗ hay ho đó chưa? Còn cha, nếu cần, tôi nói với đại sứ Rena một tiếng. Quỹ cứu trợ dân di cư chuyển sang người khác. Là xong, là hết sạch công chúng. Thôi được, con cho hủy lệnh bố trí lính dù đi. Con nên phạt kỷ luật giám đốc nhà an ninh quân đội và bọn lính của ông ta không? Còn việc này nữa, cha sẽ cho làm lễ cầu hồn tại nhà thờ lớn cho thiếu úy đã hy sinh ở rạp Nguyễn Văn Hảo. Tôi nhốt bọn an ninh quân đội ít ra là 1 tháng. Cha đừng cho thăm nuôi. Ai thăm nuôi tôi bỏ tù hết ráo. Thằng đại tá chịu khó ăn gạo lứt với muối vài bữa để nó hiểu rằng ai là cấp trên của nó. Còn lễ cầu hồn, cha muốn thì mang về sứ đạo bình an mà làm. Cha mà làm lễ ở nhà thờ lớn, báo chí nó vạch ra chính cha chỉ huy vụ ném lựu đạn, dư luận làm rùm lên. Có khi cha phải ra tòa. Thôi, cha về được rồi. Cha muốn bắn cộng sản, tôi không cản. Thiếu gì dịp, miệng phải thông minh một chút. Đã bắn là bắn công khai, đàng hoàng, theo luật pháp. Alo, à, anh Luân. Vậy à, anh và cô Dung có mặt ở đó à?
Thật bậy vô cùng. Chính có dùng hoài điện thoại cho tổng nha. Bravo. Tất nhiên, nếu tôi ở gần thì chính tôi phải là tác giả của phát đạn xuyên Thái Dương thằng chó chết đó. Sao? Anh định thăng thưởng Trung Quý Minh à? Biết chứ. Hiện Trung Quý Minh đang nằm bệnh viện Grand. Em hối hận đã gọi điện thoại đến tổng nha cảnh sát. Tội nghiệp Trung úy Minh. Họ đã bắt đầu chuyển hướng tấn công. Bây giờ ta soát lại xem có để lộ sơ hở nào không. Hình như chú kiểm tra cô qua điệp viên của chúng ở Hà Nội phải không? Phải, nhưng A không bày bảo em yên tâm, không có một trục trặc nào, dù thật nhỏ. Cha em từng nộp đơn cho Ủy hội Quốc tế xin di cư, song vì bà em yếu nên rút đơn. Cha em tiếp tục làm việc, song không phải là người hăng hái của chế độ miền Bắc. Còn nhà cô chú em ở đây tha hồ mà điều tra. Phần em chưa có triệu chứng bị lộ. Và lại cả tháng em mới lên đồn điền cà phê của cô em một lần. Mỗi lần như thế, điện đài chỉ hoạt động có 10 phút. Có sơ hở rồi đó. Anh nói sao? Nếu điện đài lên tiếng, trùng hợp với mỗi lần cô lên đồn điền thì chúng dễ phát hiện lắm. Cô báo ngay A07 cắt điện đài hướng Blau, chuyển hẳn xuống rừng U Minh, tạm ngừng liên lạc. Phần tôi ít ra có 2 sơ hở. Thông báo tin Sáu Thân với Lại Văn Sang, Lại Hữu Tài và nôn nóng khử Sáu Thân. Tuy vậy chưa thấy có điều gì khả nghi. Trả lại chưa bao giờ Nhu tin rằng tôi cắt quan hệ với bên mình. Vấn đề là Nhu hy vọng nó thu lợi nhiều hơn. Đó là chuyện trước đây. Khi trọng tâm mà anh em Diệm Nhu phải đối phó, không phải là phong trào cách mạng. Từ nay, chúng ta phải thận trọng hơn. Không biết bọn chúng có biết vụ thiếu úy Lê Ngân bắn chết tên an ninh quân đội không? Em lo cho Ngân lắm. Ngân cũng nằm ở can phải không anh? Ai cho quyến thì cô khỏi lo. Tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra với chú ấy đâu. Thank you.
Lùi lại. Mở băng che mặt ra. Các anh chắc đã biết tài bắn của tôi rồi. Đừng dại dột. Tôi tha cho một lần. Một lần thôi. Nhớ kỹ nghe. Cứ bình tĩnh mà ra. Đừng chạy. Ý của thủ tướng là muốn con dự một khóa huấn luyện ngắn hạn ở trường Võ Bì Đà Lạt. Hoặc Malite thôi. Nhưng thiếu nó có nhận quân hàm sĩ quan sẽ bị người ta dị nghị. Sau đó công cạn một thời gian, con sẽ đi Mỹ dự khóa sĩ quan tham mưu cao cấp. Thủ tướng muốn con trở thành tướng tham mưu. Thưa đức cha, thủ tướng muốn con đi lúc nào? Càng sớm càng tốt. Không để cho anh Lục lái xe. Đã đi học mà còn mang theo tài xế làm gì? Em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Bon voyage, nhớ thư cho em nhé. Anh sẽ viết ngay khi đến Đà Lạt. Anh đi nhé. Chào ông chủ. Ông chủ mua gì? Đi trụ đi dầu màu mày ứng cấm. Mắt vàng ở tốn mày. Ông chủ. Chào xin sang. Ông có muốn làm vài điếu không? Ông đúng hẹn. Tốt lắm. Tôi muốn biết tôi gặp ai đây. Tăng Lý gọi theo tiếng Bắc Kinh. Tiếng Việt là Đường Nghĩa. Tôi muốn biết rõ hơn. Tỷ như ông là người của Đại Bắc hay Bắc Kinh phải không? Nếu ông gặp cả hai thì sao? Đặc vụ là đặc vụ. Không lẽ ông mang đến hai giọt máu? Không. Tôi sanh ở Sáng Thầu, Quảng Đông. Như vậy, ông chỉ cần nhớ một điều. Ông không phải là người Việt. Vả lại, Đài Bắc hay là Bắc Kinh đều dùng một loại giấy thông hành thôi. Nó đây. Như tôi đã hứa, biểu ông uống nước. Chuyện chúng ta mà thành công, ông tha hồ tiêu. Ông biết gã này phải không? Ông và tôi bắt đầu nói chuyện chung quanh gã này. Cho tôi ly cà phê đen. Dạ. Yeah.
lái.